cái vụ quân nhân chết ở quân khu 1 anh nghĩ sao? Một lần và mãi mãi, đúng không? Đây là một cái sự việc đáng thương đó, nhưng mà bây giờ là Bộ Quốc phòng với công an đang điều tra xác minh và làm rõ, nên mọi cái sự bình luận trong giai đoạn này nó sẽ không hợp lý. Chờ kết quả điều tra đi rồi nói chuyện tiếp nha mấy em. À, anh ơi, có phải sau khi Mỹ rút, bọn Cộng hòa vẫn có đạn trong kho Long Bình đúng không anh? Chính xác em, theo thông tin của anh điều tra xác minh và làm rõ là chính xác nha. À, có bạn đặt vấn đề nè các bạn, Lý Mạc Nhược, Lý Mạc Dược thì đương nhiên mà đặt cái tên, ta nói đặt cái tên là biết chỗ tre rồi đúng không các bạn? Lý Mạc Dược bạn đặt vấn đề là tại sao cháu bẻ rau măng có thể thông thạo 29 thứ tiếng vậy Duy? Tôi cũng biết nữa, xã hội này có nhiều cái điều mà nó gọi là nó vi diệu lắm bạn, đúng không? Ở bên cạnh thiên tài với quái nhân á, thì nó là một cái sự nó cũng khó nói lắm. Thì bây giờ tôi cho bạn thấy một bức tranh trở lại, đúng không? Tại sao chết 46 năm mà chưa chịu siêu thoát? Thường thường ta chết 46 ngày là ta siêu thoát rồi, này chết 46 năm cũng chịu siêu thoát nữa. Đó, mà có cái sai 46 năm không nhận mình sai. Mà cái sai được nó đã được kiểm chứng qua lịch sử. Nó đã được kiểm chứng trong 21 năm tồn tại và nó tiếp tục có được chứng minh qua 46 năm sau. Mà nó cũng không chịu là nó sai. Tôi cũng không hiểu nữa, cuộc sống này có những cái điều không hiểu mà. Còn cái việc ví dụ giờ bạn đang cà khịa đúng không? Tôi hiểu bạn đang cà khịa mà. Bạn đang cà khịa tại sao Bác Hồ lại thông thạo 29 thứ tiếng? Thì các bạn cà khịa thoải mái, tại vì bạn đâu phải là Bác Hồ. Bác Hồ là vĩ nhân, của bạn là cái gì, đúng không? Một vĩ nhân đã bỏ đi cả gọi là cuộc đời của mình cho hành trình đi cứu nước đó, phải đi qua nước này nước kia, làm đủ mọi nghề hết để mưu sinh, để sinh sống, và từ đó tìm ra cách đầu giải phóng dân tộc Việt Nam này, thoát khỏi bè lũ của bọn bọn gì bạn. Tôi hay lộn này nha, cái bọn bọn Pháp, từ bọn Lê Dương hả? Cái này á, thì Duy Nguyễn cũng muốn chơi chữ cho nó hay nhưng mà không chắc nha các bạn. Pháp là bọn Lê Dương hay bọn nào bạn? Còn bọn ăn lê là bọn anh nha, Phú Lăng Sa nữa phải không? Nên nhiều khi mình cũng thắc mắc đó, là mấy các bạn phản động á, tại sao bây giờ bạn không kiếm tiền bạn bỏ vô miệng đi, rồi bạn đẻ con, bạn giáo dục con, bạn dạy con để cho nó là một người có ích cho xã hội, hay là sau này cho thu nhập nó khá khá lên xíu. Nay phản động nhiều quá ta, đông lắm bạn, nó vô nó cắn mình rồi. Thật sự á, phản động thì không có tầm, phản động có tầm nó làm YouTuber rồi đó, đâu dám đụng Duy Nguyễn đâu. Nhiều khi Duy Nguyễn cũng muốn phản động có tầm nó đụng mình thử một cái coi mình nhột không đó. Mà phản động có tầm nó không có độ, nó không có đụng bạn, phản động có tầm nó khôn thấy mẹ luôn à. Xin lỗi các bạn, mình dùng từ nó hơi đời nha các bạn đó, nhưng ý mình nói á, là mấy bạn phản động mà có tầm á, là bạn á, bạn lợi dụng phản động để bạn kiếm tiền đó. Còn mấy thằng phản động không có tầm á thì nó lợi dụng phản động nó đi nó kiếm chuyện, mà trong khi tiền á thì thằng phản động có tầm nó ăn một tháng, nó ăn 40-50 ngàn đô đó. Còn trong khi á mấy thằng phản động không có tầm á thì lên mạng mà đi chửi mướn, đi cà khịa này nọ kia mà vẫn muôn kiếp nghèo, cùng lắm á, thì thằng 40-50 ngàn đô nó rải cho 200-300 đô đó. Là mà, bởi vậy Duy Nguyễn có nói cái gì, cái cuộc đời này vậy các bạn, nó cũng có đít và nó có đát đó đó. Cha mẹ sinh ra thì bình đẳng như nhau, nhưng mà lớn lên như thế nào á, thì mỗi người mỗi số phận, đúng không? Như mỗi người mỗi số phận á, thì anh Duy cũng mỗi người mỗi số phận này các bạn, chứ không phải đùa đâu đó. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ cho các bạn là Duy Nguyễn mỗi người mỗi số phận như thế nào nha. À, vậy tại sao trước giải phóng ăn bơ ăn ăn bơ sữa, ăn cơm trắng, giải phóng rồi ăn độn sắn bo bo đó? Đây là bạn phản động mà hỏi nữa là cho các bạn. Giờ các bạn muốn giờ đam level mấy? Giờ Duy Nguyễn trả lời một cách nói thân thiện thôi nha, nó kết nối yêu thương thôi nha các bạn. Thì giờ cho Duy Nguyễn hỏi ngược lại bạn, đúng không? Tại sao trước khi đu càn, đúng không, ở nhà đứng tên, mà sau khi đu càn trả góp 30 năm chưa xong? Cái đó là nhẹ nhàng đó nha các bạn, chứ mình chưa nói tới cái chuyện mà ủa tại sao trước khi đu càn á thì gọi là gì, mình làm chủ một vùng trời, mà sau khi đu càn mình làm chúa tể của biển, chưa chưa gì chúa tể của đại dương đó. Cái câu đó thì nó nặng hơn. Còn giờ mình tất nhiên thì mỗi bạn có cách trả lời, các bạn ở đây có thể trả lời bạn này như thế nào đó tùy các bạn, nhưng mà Duy Nguyễn thì trả lời mức độ mà nó vừa phải thôi, mức độ để cho bạn nó tỉnh ngộ nha các bạn, mức độ cho các bạn nó tỉnh ngộ đó, nhẹ nhàng thôi. Chứ còn mà vụ làm chúa cái gì là làm gì chúa tể đại dương á, thì nó hơi ghê ghê rồi đó. Thì thật sự thì bạn ấy dùng chữ giải phóng thì anh lại dùng chữ đu càn để nó đối nhau thôi, chứ không có gì đâu bạn. Tật của Duy Nguyễn á, là làm thơ nó quen rồi nha, thích đối nhau vậy đó. Anh có nhận xét gì về N9 cộng 1 TV không anh? Thì hồi nãy Duy Nguyễn cũng nói đó đó, Duy Nguyễn cũng nói đó, phản động để kiếm tiền, nhưng mà họ chỉ dừng lại cái mức ở kiếm tiền thôi, xong rồi đâm ra cho mấy anh kia lên mạng kiếm chuyện. Theo như anh thấy nó cũng khá cao cờ đó bạn, không đùa được đâu. Thì bạn nghĩ rồi, thí dụ bây giờ á,
Bây giờ mình không nói trên góc độ chính trị chứ em, mình chỉ xét trên góc độ là cái khả năng kinh tế của một con người. Bạn thấy một con người có một cái quá khứ, nó không được mấy là nó sạch, đúng không? Nó không được mấy là nó sạch, từ xã hội cho tới phạm tội, cho tới lưu vong, rồi cho tới xong rồi đi qua Mỹ sống, trình độ văn hóa lớp 7 mà sống ở giữa xã hội Mỹ, mà bây giờ có một cái kênh YouTube mà nó tương đối nó thành công kiếm tiền như vậy đó, thì bạn nghĩ người này có ghê không? Nhưng mà chỉ có một cái cách kiếm tiền nó hơi bậy bậy chút thôi, nó hơi quá sai thôi. Nó chị An Nhiên nói chuẩn là được rồi. Giờ chị An Nhiên đang nằm bệnh viện nên chị An Nhiên cầm bao bích nha các bạn. Các bạn nên nhớ chị An Nhiên đang nằm bệnh viện nên chị An Nhiên cầm bao bích. Các bạn hiểu ý Duy Nguyễn nói gì không? À, Duy Nguyễn muốn sử dụng vaccine của Mỹ hay Trung Quốc? Mày hỏi gì cũng hỏi nữa. Câu đó không cần phải trả lời. Anh thích xã hội 10 năm trước hay xã hội hiện tại ngày nay? Làm gì có câu hỏi ấu trĩ đó em. Mình không có nào mình nói thích xã hội này hay xã hội kia, mà chúng ta phải xã hội nào chúng ta cũng phải sống. 10 năm trước chúng ta vẫn sống và bây giờ chúng ta vẫn sống và 10 năm sau chúng ta vẫn sống. Chúng ta phải có sự thích nghi, thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Chứ làm sao có thể hoài cổ như vậy? Mà nhiều khi có những anh chị người ta hoài cổ về cái gọi là Sài Gòn xưa. Thì ok, cái đó kỷ niệm thì nhớ cũng chả sao. Nhưng mà lại đi hoài cổ một cách cực đoan để từ đó phê phán cái xã hội hiện tại nó không bằng được xã hội ngày xưa, cái đó đâm ra tầm bậy đó. Cái đó theo Duy là như vậy nha các bạn. Nó thí dụ như các bạn nói ở Sài Gòn xưa nó yên bình, Sài Gòn bây giờ sao nó xô bồ, nó khác về giai đoạn, đúng không? Nó khác về góc hình nữa. Bây giờ bạn muốn yên bình tôi chụp yên bình cũng có vậy, đúng không? Đâu phải nào phân tích ở tấm hình này nó yên bình xong rồi nói bây giờ nó xô bồ. Cái đó là cách gán ghép đầy ẩn ý, cách gán ghép đầy chủ đích để thực hiện một cái mưu đồ gì đó. Nếu mà các bạn không tỉnh táo mà dính chiêu liền, các bạn tin không, bây giờ Duy Nguyễn vẫn chụp nhà thờ Đức Bà yên yên bình cho các bạn coi nè, vẫn được, có sao đâu. Xong rồi nó tới vấn đề cây xanh. À, Sài Gòn xưa nhiều cây xanh, Sài Gòn giờ ít cây xanh. Mấy họ không hiểu được cái gì gọi là đô thị hóa. Một đất nước nó phát triển chắc chắn nó phải đô thị hóa, ngay cả nông thôn các bạn nó phải đô thị hóa. Nếu mà nông thôn mà không đô thị hóa nó mãi là nông thôn, vậy đất nước nó phát triển cái gì? Đúng không? Người dân á thì từ 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 người ta phải xài visa, người ta phải biết Mastercard cái gì chứ. Chứ không lẽ bây giờ bao nhiêu năm trời rồi mà tới hồi mình bắt đất nước của mình, đồng bào của mình hay là người dân nghèo của mình nó cứ mãi mãi trong cái suy nghĩ đó, nó không có lên được cái miếng nào hết trơn á. Trời, qua nhiều biến cố đã làm cho Duy Nguyễn sáng suốt nhất mạng, sáng nhất mạng xã hội, đúng chuẩn bộ quy tắc ứng xử của bộ. Không phải đâu anh, thật sự thì con người của Duy Nguyễn trước giờ thì nó vẫn là vậy, nhưng mà ta trên khía cạnh mà đam trẩu á thì đôi khi á, là cái nhiệt huyết với cảm xúc lên hơi cao, nó đâm ra mình có những cái lời lẽ mình rất gắt với kẻ thù đó. Nhưng mà với đồng đội hay là với người bạn hay là với người đó chưa bao giờ Duy Nguyễn gắt. Nên cái bộ quy tắc ứng xử này á, Duy Nguyễn thấy nó ra rất đúng thời điểm mà khi cái mạng xã hội nó đang nhiễu nhương, nó đang trong cái mùa dịch Covid này á, người ta ở nhà nhiều quá đâm ra người ta lên hóng mạng với ai cũng muốn làm anh hùng mạng hết đó, nên vô tình nó sẽ xảy ra cái sự miệt thị lẫn nhau, cái sự chi chiết lẫn nhau và cái sự ám hại lẫn nhau đó. Nên cái bộ quy tắc này nó ra thì Duy Nguyễn rất ủng hộ. Duy Nguyễn cảm thấy để cho giữa người với người nó giữ lại một cái gì đó, nó đừng đi tới cái mức cạn tàu ráo máng. Duy Nguyễn lo sợ chứ bạn, không phải là lo ví dụ cái drama đi giữa người A với người B mà chơi nhau trên mạng mà chơi tuyệt tình quá, đúng không? Dồn người ta vô đường cùng quá, mà khi mà người ta vô đường cùng rồi đó là người ta sẽ hành xử một cái gì đó mình không kiểm soát được, mà nó không phải là hành xử trên mạng xã hội nữa mà nó hành xử ngoài xã hội thật. Cái lúc đó đó nhà nước sẽ tốn thời gian giải quyết rất là nhiều, nhưng mà cũng phải hạn chế cái chuyện mà đi chụp mũ nhau. Cái chuyện mà đi chụp mũ nhau, cái chuyện đó Duy Nguyễn cảm thấy nó kỳ lắm các bạn. Chụp mũ và đấu tố cái đó là cũng nên 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 hạn chế lại. Ví dụ như mình rõ ràng mình có chứng cứ này nào kia thì mình hãy nói, còn nếu mà không có chứng cứ thì thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy người đó chơi không được thì thôi im luôn, không chơi với người đó, chứ cũng không cần phải chụp mũ người ta này nọ kia các thứ. Quan điểm thì một lần thôi, đừng nói lần thứ hai. À, anh Duy nuôi quân bao năm rồi, bây giờ đến lúc dùng binh rồi, cần gì xách gươm ra trận. Thật sự ở đây á, thì thông qua cái câu trả lời của bạn, câu đặt vấn đề của bạn á, Duy cũng gửi một cái lời tâm sự tới những cái anh chị em mà trên mặt trận chống lường điện xuyên tạc. Thì là cách làm của Duy Nguyễn á, là từ trước tới giờ, từ lúc mà Duy Nguyễn tham gia vô cái mặt trận, không phải tham gia mà thọt cái giò vô thôi các bạn. Chứ Duy Nguyễn cũng nghĩ rằng mình cũng chưa có làm được cái việc gì lớn lao tới cái mức mà gọi là đương đầu ra chiến đấu với anh chị đó. Đó là Duy Nguyễn thừa nhận.
tại vì cái cương vị của Duy Nguyễn nó rất là thù và rất là khác đó, nên cái cách làm của Duy Nguyễn á, thì Duy Nguyễn sẽ thường thường á biến những người đồng đội của mình nó mạnh hơn đó, biến những người đồng đội của mình nó mạnh hơn, đó là cách làm của Duy. Tại vì chắc chắn với bạn á là Duy lên Duy không thể nào gì mà lên mà chửi nó ngọt được, cái đó là Duy không làm được, nhưng mà có những người khác đúng không, họ sẽ làm được cái việc đó. Và Duy cũng thông qua cái những cái chương trình của mình để gửi một cái thông điệp nào đó, gửi những cái pháo nhỏ nhỏ nào đó để quý anh chị em đem về đốt đó, thì lúc đó là quý anh chị em sẽ có được cái chương trình của mình và quý anh chị em nó sẽ có gọi là cái điểm uy tín trong cộng đồng nó cao hơn. Và nếu mà quý anh chị em nào có làm kênh YouTube á, thì kênh YouTube của quý anh chị em nó sẽ thành công hơn, nó sẽ được người người nghe nhiều hơn để nó đối trọng với những kênh YouTube của bọn phản động đó. Thì cách đó là cách làm của Duy thôi, chứ Duy nghĩ là Duy không, sẽ không làm kênh YouTube trong lĩnh vực này, và Duy Nguyễn cũng không nghĩ rằng mình sẽ là cái ngọn cờ đầu hay ngọn cờ cuối gì trong lĩnh vực này cả. Cách làm của Duy Nguyễn từ trước tới nay 3 năm nó vẫn vậy và tới bây giờ Duy Nguyễn cũng vẫn vậy, nhưng mà thay đổi là thay đổi gì, thay đổi là thay đổi cái cách làm thôi. Nên Duy Nguyễn thường cho người này lên người kia lên, bạn nhớ không, trong chương trình livestream trước Duy Nguyễn cần gì phải cho họ lên, Duy Nguyễn nhiều khi Duy Nguyễn nói thì Duy Nguyễn cần gì phải cho họ lên để Duy Nguyễn nói nó còn hay hơn, để Duy Nguyễn nói nó còn đỡ mệt hơn, để Duy Nguyễn nói Duy Nguyễn còn đỡ phải đối gọi là đối diện với những cái khó khăn sau này. Tại vì thật sự chia sẻ với quý chị em luôn đó, là rất nhiều người bạn làm ăn, rất là nhiều người đối tác nó nói ủa tự nhiên mày nói chuyện với thằng đó làm chi vậy, ủa tự nhiên mày nói chuyện với khùng khùng nó làm chi vậy mày, họ đâu có biết phản động phản điếc gì đâu các bạn, họ chỉ cần biết ở mình lên mình ngồi nói chuyện với thằng nào đó, tức là mình đang nói chuyện với nó thôi, chứ họ không biết rằng người đó là yêu nước hay người đó là phản động, người đó là giả hay là thật gì cả đó. Nên tâm đó mình phải giải thích rất là nhiều nó, nên sau này có một giai đoạn á là Duy Nguyễn cảm thấy cái việc làm của người nó đủ rồi, nó đủ rồi, và ai cũng có diễn đàn riêng rồi, Duy Nguyễn không không có chơi trò mà mời lên mời xuống nữa, ở đó mệt quá. Mà nhiều khi mời lên mời xuống á thì nó lại nói chuyện không có được kiểm soát, tức là bên kia nó nói chuyện không kiểm soát, nó gài pháo tù lưu dưa hết trơn à, nó rất là nhạy cảm, rất là nguy hiểm. Nên nó tóm lại đó, tóm lại á thì Duy Nguyễn chỉ nhìn về cái chung thôi, cái chung là cái gì, cái chung là cái chống lòng người xuyên tạc, còn cái riêng của mỗi người tùy đó, cái riêng của mỗi người đều có cái riêng, Duy Nguyễn không bao giờ quan tâm cái riêng hết á. Nên anh ai mà có tác dụng tích cực trong cái mặt trận gọi là chống lưu đi xuyên tạc này nọ như là nhà nước mình thực hiện đó, thì Duy Nguyễn ủng hộ hết. À, gì à? Duy Nguyễn đi nhiều nơi nhưng tâm hồn kiến thức chính trị học không được bao nhiêu, tiếc thật. Ủa liên quan tới chuyện tâm hồn nữa ta, tâm hồn mà cũng phải học nữa hả, mày lạ lạ nha. Nè Duy Nguyễn đi nhiều nơi nhưng tâm hồn tự nhiên một cái câu comment nó sẽ hoàn chỉnh nếu mà nó không có hai chữ tâm hồn, đúng không các bạn, tự nhiên câu comment nó có tâm hồn của đâm đây vô đây nó sẽ sai sao á, các bạn có thấy vậy không, các bạn đọc comment các bạn ý kiến các bạn có thấy nó hài hài chữ tâm hồn không các bạn. Chí phèo chẳng cần kiến thức, chí phèo cần tình thương yêu, nhưng mà thị nở hồi đó xuất hiện thôi, chứ bây giờ thị nở 4.0 không có bạn, bây giờ chỉ có chí phèo 4.0 thôi chứ không có thị nở 4.0 nha. Thật sự Duy đi Duy chưa gặp thị nở 4.0 luôn á, có sao đâu, cuộc sống mà mạng xã hội thì nó vậy đó, mình sống mạng xã hội mình phải hiểu mạng xã hội mà, nó chửi là chuyện bình thường. Giống như một người vĩ đại như Bác Hồ nó còn chửi đây nói sao các bạn, một người vĩ đại như Bác Hồ, một cuộc cách mạng thần thánh của dân tộc mà nó còn chửi đây nói sao, không lẽ bạn nó đúng à. Bây giờ còn cái quỷ mổ tim á, của chị Hằng mà nó cũng xuyên tạc đủ đường hết thì bạn nghĩ nó có đúng hay không, nó xuyên tạc cá nhân á, thì thôi ok kệ nó, mày vẫn bựa mày muốn xuyên tạc cá nhân sao mày xuyên tạc, còn bây giờ nó xuyên tạc luôn quỷ mổ tim, cái quỷ cứu bao nhiêu đứa nhỏ luôn mà nó xuyên tạc, nói những cái câu nghe thấy thật sự chán xã hội luôn. Bởi vì quan điểm của Duy Nguyễn là đứng ngoài tất cả drama là vậy đó, không có cái drama nào nó tốt hết đó. Cái drama nào cũng đầy có đầy cái mùi khoét lên cho nó bự vô để gây bất ổn xã hội, để gây bất ổn xã hội rồi từ đó kiếm tiền, thấy sống nó bẩn bựa quá anh chán. Nên mốt mấy cái drama bà đừng hỏi mình, tại vì mình là người không có sống nhờ drama nha, mong cho các bạn hiểu. Mà anh Duy ơi, tại sao người nghèo mà có chút tiền thì đổi tính tình vậy anh, cái này cũng tùy người thế chứ đâu phải ai cũng vậy đâu. À, anh Duy nghĩ sao khi một người bạn cũ của chị Hờ post tin nhắn chị Hờ mượn 10 tỷ và sao kê chị Hờ refund tỷ mấy, đó mấy cái chuyện đó chuyện riêng tư, mấy cái chuyện riêng tư chưa khẳng định được việc đúng việc sai thì một người tầm cỡ như Duy Nguyễn không thể nào bình luận, nó không thể hiện cái gì cả. Thứ nhất nó không ảnh hưởng tới đất nước Việt Nam, thứ hai nó không ảnh hưởng tới xã hội, mà nó là câu chuyện giữa người A với người B thôi, mà người A với người B thì nó gọi là đấu tố, mà người ta đấu tố này nọ đó, mình dính vô đấu tố là mình xàm lông gì vậy thôi à. Bạn nghe, bạn có hai lỗ tai làm gì, bạn nghe hai hướng, bây giờ người đó bót thì chờ người đó bót đi, bót xong biết vậy,
mai mốt đó chị Hờ nói thế nào nữa thì lúc đó đó mình tham khảo tiếp. Vậy thôi các bạn đang hóng là không có chuyện riêng, nó là thể hiện cái sự tò mò bẩn bựa của con người, nó không không cái chung đó, không không cái chung. Cái chung là ông thần y kia có lừa đảo hay không, đó là cái chung. Còn những cái vấn đề từ thiện nó có công khai minh bạch hay không, nó có lừa đảo, nó có chiếm đoạt hay không, cái đó là cái chung. Còn con người ta trai trên gái dưới gì đó, đó là cái riêng. Sống nó phải tách biệt, nó phải văn minh như vậy đó. Một người văn minh như vậy đó, một người văn minh như anh Duy á, thì người ta sẽ dễ dàng, người ta tâm sự. Còn những người mà gọi là tào lao mà xong biết đau như các bạn á, nó tâm sự một lần xong nó bể luôn, nó chạy luôn, nó không dám nữa. Thí dụ như anh Duy á, anh Duy Nguyễn á, quay clip nóng á, người ta không sợ, người ta không có lo, tại người ta biết được tính cách, tính chất của anh Duy Nguyễn là như vậy, đúng không? Còn tụi em gạo clip nóng là nó sợ báo công an liền. Ví dụ như anh ví dụ thôi nha, các bạn đừng nghĩ sâu nghĩ xa, nghĩ nghĩ kỹ làm gì, đó là ví dụ thôi. Tất nhiên Duy Nguyễn có cái góc nhìn của Duy Nguyễn và tất cả sự trình bày của Duy Nguyễn đều dựa trên góc nhìn cá nhân, nhưng mà Duy Nguyễn nghĩ rằng góc nhìn của mình không có sai đâu. Theo em, chị Hằng không nên đôi co với những người không cùng đẳng cấp. Nói thật sự thì các em ở ngoài, thì theo như anh nghĩ nha, các em ở ngoài thì các em sẽ có ý kiến này ý kiến nọ, quan điểm này quan điểm nọ, nhưng mà tiếc một điều á là chị Hằng không phải là em đó, nên các em chỉ cần nhớ cái điểm này là được rồi. Các em muốn bình luận cái gì đó thì các em phải nhớ cái điểm này, chị Hằng không phải là em, chị Hằng vẫn là chị Hằng, nên cái sự việc của chị Hằng rất là khó để bình luận nha các bạn. Chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu người trong kẹt đó. Còn bạn cảm thấy quý mến chị Hằng ở điểm nào đó, thì tập trung vào những cái điểm đó. Ví dụ như điểm từ thiện, điểm thương người, rồi cái điểm mà chị Hằng hát hay, hay là cái điểm mà chị Hằng gọi là cảm xúc hay là nước mắt hay gì đó, đại loại là như vậy, thì chúng ta nên kiên trung với cái quan điểm đó. Đừng có nghe mấy cái thằng anti nó bình luận nghe nhức đầu, bạn hiểu không? Khi mình nghe anti nó bình luận, nó ngồi theo dịch tùm lum la. Bây giờ thật sự cái chuyện mà nói là từ thiện để trốn thuế, một cái luận điểm rất là mất dạy, nó gây tổn thương chị Hằng nhiều lắm chứ bạn. Nhưng mà bây giờ bạn nghĩ có bao nhiêu YouTuber người ta ngồi người ta khai thác cái đề tài đó. Gì à, sao vô nhà chú Dũng mà anh mang giày trong khi chú Dũng không mang, thì anh làm gì có tư cách mang? Coi clip cũ đi em ơi. Ăn ti mà ăn ti thiếu muối vậy chừng nào người ta mới sụp đổ, đúng không? Tụi em muốn ăn ti một người mà tụi em muốn cho người ta sụp đổ, tụi em phải đẳng cấp, đúng không? Tụi em phải tạo thành một cái thế lực ghê gớm đó, mà trình độ dân trí cao cao, đúng không? Tiền của cũng nhiều nhiều nữa. Chứ còn bây giờ em ăn ti một người mà em vậy không, người càng càng gọi là cái gì, một cái cú tát trong cái bộ mặt ăn ti bố láo, ăn ti mà vô thả pháo, pháo ngu thấy mẹ luôn, xin lỗi các bạn, chứ ớt chỉ thiên là gì, không liên quan gì hết trơn đó. Nên cái người nào dùng ớt chỉ thiên là có vấn đề về thần kinh. Cái này một lần nó Duy Nguyễn nói thiệt luôn đó các bạn cảm thấy vấn đề không? Tự nhiên vô ăn ti Duy Nguyễn ớt chỉ thiên, ồ cái não này có nếp nhăn ghê luôn á. À, Duy ơi mày phá sản có alo bà Hằng giúp đỡ không? Không, mình phá sản là mình dở thôi, tại sao mình phải nhờ vả người ta? Câu đó khỏi 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 cần phải hỏi, trả lời thẳng luôn. Mình sống mình phải có tôn nghiêm của mình, phải có cái lòng tự trọng của mình. Duy Nguyễn không phải là một cá nhân, đằng sau Duy Nguyễn là cả một tập thể BBT. Nếu mà BBT phá sản chứng tỏ ra BBT quá dở rồi, đúng không? Mình làm thủ tục phá sản cho nó gọn đi. Chứ tại sao khi mà bạn phá sản bạn phải nghĩ tới chuyện kêu người ta cứu, đúng không? Lúc đó người ta sẽ càng coi thường bạn hơn, cái nhân cách bạn sẽ không còn nữa. Nên tôi nói thiệt với một số người ở đây, sao sống giống như cây tầm gửi vậy đó, cứ nhờ vả van xin, sống trên đời cái gì cũng biết, có biết điều là không biết à. Bạn chơi với một người bạn trục lợi từ người đó à, phải dẹp bỏ đi cái quan điểm đó. Mình chơi với một người phải trong sáng đó, không vụ lợi, tiền bạc tuyệt đối không bị dính vô đó. Ví dụ như quà nhỏ nhỏ tặng thì nhận, tình cảm quà lớn miễn, một lần và mãi mãi nha các bạn, vậy đi cho nó chuẩn. Cái gì à, giàu nhiều em vây quanh vợ anh có ghen không? Dạo này ít thấy vợ anh xuất hiện trên Face, mỗi lần đăng hình bả nhiều tâm trạng bên trong. Nói chung á thì giờ em chụp mũ em rào trước đón non làm cái gì em? Đó, anh sẽ trả lời trên cái quan điểm để dạy cho tụi em luôn nè. Một người giàu người ta lấy vợ người ta phải chọn, đúng không? Một con người thành công người ta sẽ vẽ ra cái cuộc đời của mình. 5 năm sau ra làm sao, 10 năm sau ra làm sao, 20 năm sau nó ra làm sao, để người ta chọn người phụ nữ đi chung với mình á, cũng phải có cái tầm nhìn như vậy. Nếu mà 10 năm sau mình như vậy thì cô ấy thế nào, nếu mà 20 năm sau mình như vậy cô ấy thế nào, chứ đâu phải là gọi là anh nói là gì mây tầng nào nó mưa tầng đó không ạ. Còn nếu mà đã làm người đàn bà của một người đàn ông nổi tiếng ghen á thì ký giấy đây, đưa giấy đây, bố ký chia tay kiếm con khác. Chứ tại sao tự nhiên cái đường đời của mình như vậy mà phải để sụp đổ trong tay một người phụ nữ, vô lý đúng chưa? Ta nói là mây tầng nào thì phải mưa tầng đó. À, người mà môi kề má áp với mình á, thì cái suy nghĩ nó phải cao một chút xíu, chứ nó lùng tè sao chơi được mấy em. Cái này đúng không chị An Nhiên?
Anh thích hỏi chị An Nhiên là tại chị An Nhiên sống bên Mỹ, cái tư tưởng của chị An Nhiên nó rất là hiện đại. À, Di Nguyễn có bà con với bà chủ tịch quốc hội à, Kim Ngân quê Bến Tre không hả? Chắc tôi sút bạn đá chết tại chỗ bạn. Cái câu của bạn nó hoàn toàn nó hay, nó hợp lý và nó đúng. Cho tới chữ cuối cùng. Dạ thưa, Bến Tre là quê hương đồng khởi, là một trong 63 đơn vị hành chánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viết hoa giùm con đi bố. Trời ơi, nghĩ sao bố viết tới lui xuôi ngược đọc nguyên câu khá đúng về chính tả. Đó, xong rồi tới cái câu cuối. Đâu viết hoa, không viết hoa chữ Bến Tre, buồn buồn dã man buồn. Buồn quá các bạn ơi. Thôi giờ viết lại đi mình trả lời nha. Vì cu Di nói chuyện có trí tuệ đấy nhé, rất có lòng tự tôn dân tộc đấy nhé. Ủa, cái chuyện đó chuyện rõ ràng. Nếu mình không có trí tuệ mình không ngồi đây mà. Có thật sự với các bạn bình luận, các bạn mỉa mai hay các bạn cà khịa một người á thì các bạn phải suy nghĩ người ta là ai. Đúng không? Nếu mà tôi không có trí tuệ tôi không ngồi đây. Mà tôi ngồi chỗ khác á. Bạn biết cái ghế này là cái ghế quyền lực tất cả nào không? Các bạn nói chuyện như đùa. Các bạn nói chuyện ra đời giờ trên mạng mình phẩm người ta, các bạn cào bằng hết, không cần biết người ta là ai. Ồ, bình ngon lành luôn. Bởi vì nhiều khi tụi mình thấy chán, mình không có nói tính chất bình luận có đúng hay sai mà mình thấy nó vô duyên. Mình thấy nó vô duyên khi mà khi mà gọi là cái hệ quy chiếu nó không đặt chung nhau. Vì sao biết Duy đã vui lại không còn buồn mấy drama gần đây? Thật sự drama có gì đâu mà buồn các bạn, drama trên 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 đời này lúc nào nó chả có drama. Nhiều khi mình buồn do tâm trạng cuộc sống, do những cái cá nhân, do công việc thôi, do dịch bệnh thôi, chứ tại sao mình phải buồn vui gì drama? Bạn lệch chuẩn quá. Các bạn ở đây sống rồi đôi khi bạn lệch chuẩn. Cuộc sống mình là mình quan trọng, xã hội quan trọng, đất nước mình quan trọng, việc làm mình quan trọng. Chứ cái drama có gì quan trọng không các bạn? Những người nào sống nhờ drama, người ta mới quan trọng drama, người ta cần phải có drama để người ta có tiền. Còn tất nhiên Duy Nguyễn phải là đối tượng đó. À, biết Duy không thích nhắc lại nên nói bóng gió thôi, Duy cũng hiểu được ý là rồi. Nó thật sự trả lời thẳng với bạn luôn. Cái cuộc đời này những cái việc á, mà làm cho Duy Nguyễn phải suy nghĩ á, là việc gì? Việc việc đối nhất là việc công ty, thứ hai đó là việc gia đình, thứ ba là việc cá nhân, thứ tư đó là việc đất nước. Những cái việc đó thôi. Thí dụ như đất nước Việt Nam này dịch nặng quá thì Duy Nguyễn có tâm trạng. Gia đình Việt Duy Nguyễn có người này người kia bị gì đó hay là gặp cái gì, một cái biến cố nào đó thì Duy Nguyễn sẽ có tâm trạng. Hoặc là cái công việc làm ăn nó đang trục trặc ở điểm này điểm kia mà mình chưa tìm ra hướng giải quyết thì Duy Nguyễn sẽ có tâm trạng. Đó, hoặc là cái mục tiêu của Duy Nguyễn về cái việc đó, mục tiêu rất là lớn nhưng mà Duy Nguyễn không đạt được trong thời gian này mà nó phải lùi lại 3 4 năm sau hay gì đó thì lúc đó là Duy Nguyễn có tâm trạng. Còn mấy cái việc rong ria cắm lợn ở ngoài cuộc xã hội này không đủ để cho Duy Nguyễn có tâm trạng. Nếu mà Duy Nguyễn có tâm trạng cho quá nhiều cái việc nhỏ như vậy thì Duy Nguyễn không còn là Duy Nguyễn và Duy Nguyễn cũng không phải là Diêm Chúa. Và Duy Nguyễn sẽ phụ lòng tình yêu của tất cả những idol của mình. Họ idol Duy Nguyễn là gì? Một thanh niên ngạo nghễ, một thanh niên đầy bản lĩnh, một thanh niên cư xử có ăn học, biết nhu, biết cương, biết tình, biết thế, biết đại cuộc. Mà đằng này bây giờ Duy Nguyễn đi phá vỡ những nguyên tắc đó thì người ta sẽ đánh giá rằng ôi thằng Duy Nguyễn này nó cũng ăn hên thôi, nó cũng bình thường thôi chứ trời, cũng như bao người khác thôi, thần tượng nó làm chi lộn người rồi. Trời đất ơi, sĩ khả sát bất khả nhục, tính tự gọi là cái tính kiêu hãnh trong người Duy Nguyễn cao lắm rồi. Nên nhiều khi các bạn nghĩ như vậy mà nó không phải như vậy đâu, trả lời thẳng với bạn luôn. Hồi trước thấy anh Duy Lai bố đời lắm, giờ ăn nói chuẩn của giám đốc. Nhưng mà bố đời nó cũng có hai loại bố đời nữa, các bạn đồng ý không? Một người chả có gì cũng bố đời nữa. Đó, còn một người người ta có cái để người ta bố đời thì phải thông cảm cho người ta một chút chứ trời. Bây giờ cái sự bố đời mà Duy Nguyễn có cái nhận định như vậy, các bạn cảm thấy có hợp lý không? Duy Nguyễn lặp lại nha, bố đời có hai loại bố đời. Nó một cái thằng không có con khỉ khô chân nó cũng bố đời thì cái đó là đáng lên án. Đúng không? Còn bây giờ thằng nó có chút đỉnh thì nó bố đời chút đỉnh thì nó phải thôi thông cảm sẻ chia chút đỉnh đi. Đúng không? Sống sao khó như người ta vậy? Khó quá thì ai dám cống hiến nữa bạn. Đúng không? Khó quá ai mà dám chơi nữa. Các bạn khó quá rồi mạng xã hội sẽ mất một thằng Duy Nguyễn thì sao? Mà chắc chắn không mất đâu, giỡn thôi. À, gì? Thấy anh Duy nói còn hay hơn mấy ông diễn giả dạy làm giàu. Em đừng nói vậy em. Mỗi người ta đều có một cái nghề nghiệp, mỗi người ta đều có năng khiếu. Đó, thì anh nói anh không có diễn, anh nói anh cũng không có soạn, anh nói bằng tình cảm của anh thôi, anh nói bằng sự thật của anh thôi nha. Đừng nói vậy làm đau lòng ta. À, sếp chơi đứng tên công ty hay chơi đẹp như chị Hằng đứng tên cá nhân khỏi tính cấu hao. Không, anh đứng tên công ty nha. Anh làm ăn nó phải hợp lý chứ anh đâu có như tới cái mức như chị đẹp được. Không, mà cái chữ chị đẹp nghe giống cà khịa quá, anh không có dùng chữ chị đẹp nha, anh dùng chữ chị Hằng các bạn. Tại vì anh thấy cái chữ chị đẹp là mấy thằng khứa cái phe bên kia nó ngồi đập chị Hằng, nó dùng chữ chị đẹp nên anh không có dùng theo nó. Anh cứ còn kêu là chị Hằng một cách nó bình thường thôi, giống như cách mà anh gặp anh chị anh đã kêu như thế. Còn anh làm ăn cái gì nó hợp lý á,
cần á thì anh bỏ ra nhiều tiền để anh mua, còn nếu mà không cần á thì một đồng anh cũng không xuống, nên xe của anh đứng tên công ty cho các em. Nhưng mà anh chơi đẹp là tiền xăng anh không có lấy, không phải không lấy nhưng mà tại tiền xăng nó không có đáng thôi. Đó, tiền xăng lấy được nha các bạn, tiền xăng với tiền sửa xe rồi lấy được, nhưng mà mấy cái tiền đó đối với anh nó nhỏ, anh không có lấy về kế toán người ta làm nó mệt lắm, có mười mấy 20 triệu gom, gom vô quạo. Giờ lên mạng xã hội toàn drama không hết, em chỉ theo dõi like của anh vừa văn minh vừa không ham hố drama. Anh rất là ghi nhận cái ý kiến của em, cái like của anh nó vừa văn minh, nó vừa không ham hố drama, mà nó lại vừa cung cấp kiến thức cho tụi em nữa. Kiến thức nó có hai ba loại: kiến thức trường lớp, kiến thức đường đời, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống. Nó là những cái thứ hay, những cái đẹp mà anh cung cấp cho các em đó, và cũng là một cái cách để giao lưu cho những anh chị em khác, người ta hiểu hơn về cái suy nghĩ của một lớp thanh niên của Duy Nguyễn. Anh Duy có đánh đổi gì để được sự thành công như ngày hôm nay không ạ? À, nhiều thứ chứ em. Đánh đổi là gì? Đánh đổi thời gian, mình không có ăn chơi nè nọ kia, đúng không? Không rượu bia thuốc lá đồ đó, không ba bọt đồ, không tụ tập bạn bè đàn đúm đồ, để tập trung thời gian đó mình làm ăn thì mình mới có ngày hôm nay chứ. Cái gì sống sống như mày chán lắm Duy ơi, sống là phải hút hít gái gú rượu bia. Thế là tùy bạn, thì bạn đi sống đi, bạn cứ đi sống hút hít gái gú rượu bia đi, đó chuyện của bạn chứ. Mỗi người ta có một cách sống đúng không, vậy mới tạo ra một người là Duy Nguyễn với một người là bạn, mà chắc chắn là Duy Nguyễn không chơi với bạn đó cho rõ ràng.